Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, ngày 6 tháng 4 năm 2022, Đài Chân Lý Á Châu có chia sẻ một thông tin đau lòng về tượng Chúa Giêsu bị phá hoại, Kinh Thánh bị xé nát trong nhà thờ Công giáo. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho giáo hội trong công cuộc truyền giáo, cho người dân nơi đây biết đón nhận tin mừng. Theo Đài Chân Lý Á Châu, tượng Chúa Giêsu và cuốn Kinh Thánh bị xé rách tại nhà thờ Mẹ Teresa ở làng Hatsika thuộc nhà thờ Mary of Arahep Khojanpur ở quận Jaipurhat vào ngày 4 tháng 4 năm 2022. Một thanh niên Hồi giáo đã phá hoại tượng Chúa Giêsu và xé cuốn Kinh Thánh tại nhà thờ Mẹ Teresa ở Bangladesh vào ngày 4 tháng 4. Cảnh sát đã bắt Janatu Ferdus, 22 tuổi, vì đã phá cửa một nhà thờ ở làng Hatsika thuộc nhà thờ Mary of Arahep Khojanpur ở quận Jaipurhat. Anh ta thậm chí còn xé tất cả những cuốn sách được sử dụng trong việc phụng sự, bao gồm cả Kinh Thánh. Nghe tin, dân làng vây bắt thanh niên và giao cho công an. Giám mục Gervas Rosario của giáo phận Rasahi nói: "Tôi cực lực lên án vụ việc này và ai liên quan đều phải bị xử lý." Ngài còn nói, mọi người ở Bangladesh có quyền thực hành tôn giáo của mình một cách tự do và quyền tự do đó được ghi trong hiến pháp. Không ai trong chúng tôi đứng trên luật pháp. Vị giám mục còn nói với giáo dân làng Hatsika. Đồng thời, cha muốn nói với sự sợ hãi của những người theo đạo Thiên Chúa của làng Hatsika: "Các con sẽ không sợ hãi, các con sẽ không thất vọng. Hãy tiến về phía trước mà không sợ hãi. Chúa ở cùng chúng ta và Ngài sẽ cứu các con." Cha Jose Pampadi, người làm việc tại chủng viện của nhà thờ Công giáo Jaipurhat, cho biết: "Đó là một sự việc rất đáng buồn đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ mong đợi sự cố như thế này có thể xảy ra ở làng của chúng tôi. Chúng tôi đã thông báo cho chính quyền về sự cố này. Chính quyền cũng đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc." Phó ủy viên, giám đốc cảnh sát, chủ tịch giám đốc điều hành của Upazila, các quan chức từ đồn cảnh sát địa phương và chủ tịch chi nhánh quận của Hội đồng Ấn Độ Giáo, Phật giáo và Cơ đốc giáo của quận đã đến thăm nơi này. Hy vọng rằng chính quyền sẽ tiến hành một cuộc điều tra thích hợp và có biện pháp xử lý. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu chính quyền và các đại diện của khu vực quan tâm để những sự cố không đáng có như vậy không xảy ra nữa, cha Pampadi nói. Một giáo dân từ làng Hatsika cho biết: "Chúng tôi, những người dân trong làng, lên án mạnh mẽ vụ việc kinh khủng này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một sự kiện như vậy lại xảy ra ở làng của chúng tôi. Chúng tôi rất mong chính quyền tìm hiểu ai là thủ phạm thực sự. Chúng tôi muốn chính quyền tiến hành một cuộc điều tra khách quan, tìm ra thủ phạm thực sự và đưa chúng ra trước công lý." Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.